Mùa hè nóng quá các bạn ạ Ủa sao bật không được Đây là quạt thường chứ có phải quạt điều khiển từ xa đâu mà bật không được Đây đến tận nơi bật nó lên à. Làm sao để chúng ta có thể biến một chiếc quạt thường thành một chiếc quạt điều khiển từ xa Và chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ chúng ta có thể bật lên Ok trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách biến một chiếc quạt thường thành một chiếc quạt điều khiển từ xa và các bạn chỉ cần tốn vài chục nghìn đồng thôi. Các bạn sẽ biến một chiếc quạt thường thành một chiếc quạt điều khiển từ xa, cực kỳ tiện lợi luôn. Và đây, đây chính là những chiếc mạch sẽ biến chiếc quạt thông thường thành một chiếc quạt điều khiển từ xa. Và những chiếc mạch này giá nó cực kỳ rẻ thôi. Các bạn chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng thôi. Ở đây mình có hai cái mạch, một cái mạch thì do Việt Nam sản xuất thì cái mạch này nó khoảng trên dưới 50 ngàn còn cái mạch này nó khoảng trên dưới 30 ngàn cái này là do Trung Quốc sản xuất thì nó sơ sài hơn nhưng mà mạch nào thì các bạn cũng đều dùng ok hết và trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn các bạn có thể là dùng điều khiển từ xa và các bạn cũng có thể là dùng số cơ trên quạt để chúng ta bật tắt quạt ok chúng ta hãy cùng bắt đầu video Đấy, có hai cái mạch thì mình sẽ dùng cái mạch này để chúng ta sẽ lắp vào cái quạt này và các bạn để ý cho mình này mạch nào thì nó cũng sẽ có này à, chân AC1 và chân AC2 chính là hai cái chân cấp nguồn đầu vào này chân com này thì chính là cái chân đầu ra ra cái cuộn dây của quạt chung các bạn nhé cuộn dây uh, trên cái motor quạt nó sẽ có một cái dây chung thì chúng ta ra cái chân com này 123 chính là ra với ba cái số của quạt cũng như là tương ứng với ba cái số cơ này các bạn này ba cái số cơ này còn switch chính là lên cái motor đảo gió các bạn nhé thông thường cái quạt thông thường thì nó sẽ không có cái motor điện mà nó dùng đảo gió bằng cơ nên các bạn chế quạt thông thường mà có điều khiển từ xa thì các bạn sẽ cần mua thêm cái đảo gió bằng điện các bạn nhé để chúng ta sẽ chế vào thì thông thường ấy cái chân vào ấy cái nguồn cấp 220 vào ac1 và ac2 thì một trong hai chân đấy nó sẽ nối với chân com thì các bạn lật đằng sau này đây là chân ac1 này đây là chân ac2 này thì các bạn chân ac2 nó nối với com này thì đây hai cái hai cái chân này nó sẽ chung với nhau khi các bạn mở bất kỳ một chiếc quạt nào ra thì thông thường nó sẽ có các cái đầu dây sau Đầu tiên nó là cái dây vào, chính là cái dây này thì nó sẽ có hai dây vào đúng không ạ? Một dây của nó thì nó sẽ đi thẳng tới cái công tắc số này. Cũng tùy từng quạt nếu mà quạt nó có hẹn giờ thì nó lại thông qua cái bộ hẹn giờ nữa. Và đến công tắc số này nó sẽ phân ra làm 3 dây, thông thường nó 3 dây nó từng với 3 số, chính là số 1, số 2, số 3. Cái dây nguồn vào còn lại thì nó sẽ đi vào cái dây chung lên động cơ. Và trong dây chung này thì nó cũng có một cái đầu nối lên tụ. Thì với cái quạt này thì tụ nó sẽ nằm ở phía trên động cơ. Có những quạt thì cái tụ nó nằm ở ngay phía dưới chân đế các bạn nhé. Như vậy chúng ta đã xác định được các cái đầu dây này, một dây vào đến ba số này và một dây vào chung. Và để các bạn có thể sử dụng được cả cái mạch điều khiển và cả cái phím cơ trên quạt thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái công tắc 6 chân hai trạng thái các bạn nhé. Có nghĩa là khi mà các bạn đặt ở cái chữ Y Thì cái chân giữa nó sẽ được nối sang chân bên tay trái Và chân giữa ở phía dưới cũng được nối sang bên tay trái Có nghĩa là phía trên và phía dưới nó cùng đóng đồng thời các bạn nhé Còn khi mà các bạn gạt sang chữ O Thì cái chân giữa trên nối sang bên tay phải Chân giữa ở phía dưới nối sang bên tay phải và tất cả các cái công tắc này cũng như là cái mạch điều khiển mình đều để link mua hàng ở trong phần mô tả video. Các bạn có thể chủ động vào đấy để đặt mua và mình lưu ý mình không bán hàng mình chỉ mua về sử dụng thôi nha để đỡ mất thời gian của các bạn thì mình đã đấu sẵn đây và mình sẽ đấu theo cái sơ đồ này nhé. thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn này cái nguồn vào đây là 220 điện xoay chiều L và N thì bây giờ cái đường L và N thì mình sẽ đấu qua một cái công tắc 6 chân hai trạng thái các bạn nhé. thì đây chính là cái công tắc 6 chân hai trạng thái này trong đó đường L và đường N thì mình đều đấu vào chân giữa chân giữa của cái công tắc hai trạng thái này bây giờ mình phân tích cái đường L này thì đường L này mình sẽ đấu vào chân giữa của công tắc này đây thì chính là cái đường L nó nằm ở cái dưới này các bạn nhé. đây là cái cái dưới này đấy cái dưới là cái cái đường L này đây là cái đường vào cái dây trắng này thì mình đấu vào chân giữa này một chân còn lại một chân còn lại đây một chân còn lại của cái công tắc này là mình đấu vào cái chân AC1 của cái mạch điều khiển thì đây chính là cái chân này cái chân hàng dưới các bạn nhé. cái hàng trên là dành cho đường N còn hàng dưới là dành cho đường L đây, một chân còn lại đấu vào AC1 của cái mạch điều khiển. Vào AC1 các bạn nhé. Đây, chính là cái chân AC1 đây. Chân ngoài cùng của cái công tắc còn lại thì mình sẽ đấu vào cái hộp số này. Cái hàng dưới này các bạn nhé. Hàng dưới này. Đây, chân ngoài cùng đây. Chính là cái dây đỏ này. Mình đấu vào cái hộp số đây. Đây nhá Ra hộp số này. Rồi, thì đấy là xong về đường L. Cái đường N này thì mình sẽ đấu chung với cái dây com của cái motor này thì cái đường N chính là cái đường trên này. Đây cái đường này. Mình đấu vào cái hàng trên này và đấu vào chân giữa nhé. cũng đấu vào chân giữa. Và đấu vào cái dây màu xám này chính là cái dây chung của cái động cơ. Này. Một cái chân còn lại của cái hàng trên thì mình đấu vào AC2, chính là cái chân màu đen này các bạn nhá. Đây màu đen này, mình đấu vào AC2 của cái mạch điều khiển, AC2 của cái mạch điều khiển này. Chân còn lại của cái công tắc ở trên cùng ấy thì mình sẽ để trống, tức là cái chân ngoài này các bạn này, cái chân này là mình đã để trống này mình không đấu vào đâu cả rồi còn các cái số này một hai ba này và switch này thì một hai ba mình sẽ đấu song song với cái hộp số quạt có nghĩa là cái hộp số quạt đây nó là hộp số cơ mình sẽ đấu song song một hai ba tương ứng song song với một hai ba trên cái mạch điều khiển này các bạn nhé nếu như mà quạt của các bạn mà có cái điều hướng gió bằng điện thì các bạn sẽ đấu cái chân switch cũng song song với cái cái số mà nó điều chỉnh switch nhưng thông thường cái quạt rẻ tiền này đảo gió thì nó dùng bằng cơ nên là chúng ta có thể là bỏ cái chân sơ quýt này đi. Nên là quạt này quạt bàn này nó không có cái điều khiển điện nên là mình cũng không cần. Nhưng nếu mà các bạn mà muốn dùng điều khiển điện mà nhất là dùng cái quạt treo tường thì các bạn nên mua một cái bộ điều khiển như này. Đấy, đây chính là cái bộ đảo gió bằng điện các bạn nhé, gồm có một motor đảo này và một cái gông này. Đối với quạt này, mình không dùng tới cái đảo gió bằng điện nên là cái chân sơ quýt này mình sẽ bỏ đi, bỏ đi nhá tức là trên cái sầm mạch này nó có một cái chân ngoài cùng là chính là chân switch này thì mình sẽ bỏ này. cái chân com này thì mình cũng sẽ bỏ trống chân com này là mình sẽ không bỏ trống bởi vì sao bởi chân com này nó đã được nối chung vào đây đây rồi đấy các bạn nhìn thấy chưa? dân n đã được nối chung với chân com này nên là mình không cần thiết là câu cái chân com này sang cái dây chung của quạt nữa thì đấy chính là cái sơ đồ đấu nối này đây các bạn nhìn thấy chưa mình gắn cái mạch này vào cái ốc này khá chắc chắn luôn còn nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng keo gắn này đây là cái công tắc để chúng ta sẽ chuyển đổi giữa cái điều khiển từ xa hoặc là dùng cái phim cơ này. Còn đây là cái đèn báo này. Còn ở chỗ này là mình sẽ gắn cái mắt cảm biến hồng ngoại nó ở dưới đây. Đây, bây giờ mình sẽ bật điều khiển này. Không cần phải đến gần để mà tắt bật quạt nữa. Bật lên. Quạt quay. Điều chỉnh số tốc độ đây. Số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Đấy, đây là số lớn nhất này. Chúng ta cũng có thể hẹn giờ các bạn nhé. Cái này nó sẽ hẹn từ 2, 4, 6, 8 tiếng. Đây. Các bạn nhìn thấy khi mà mình bật lên thì cái đèn xanh nó sáng này. Bây giờ mình tắt đi này. Cái đèn xanh nó ngắt này. Các bạn nhìn thấy không? Đấy là cái đèn báo hiệu này. Bật lên này. Bây giờ mình hẹn giờ nhá Hẹn giờ thì ấn một lần. Thì là nó hẹn 2 tiếng này. Thì các bạn nhìn thấy cái đèn xanh nó nháy nháy. kia là nó đang ở chế độ hẹn giờ này. Ấn một lần nữa thì là 4 tiếng. Một lần nữa là 6 tiếng. Và một lần nữa là 8 tiếng đấy thì nháy nháy kia là nó đang hẹn giờ và các bạn nhấn một lần nữa thì là ngắt chế độ hẹn giờ có nghĩa là cái đèn xanh nó không nháy nữa thì là nó ngắt chế độ hẹn giờ ở đây nó có cái chức năng quay nhưng mà do cái quạt của mình mình không chế cái túp năng điện nên là chúng ta sẽ không dùng được cái chức năng quay này các bạn nhé mà chúng ta sẽ cần phải rút cái túp năng ở trên quạt kia rồi gió tự nhiên ở đây nó có một chế độ gió tự nhiên cũng khá hay này các bạn nhấn này gió tự nhiên là gì à, khi mà nó chạy một lúc thì nó lại ngắt hay hoặc là nếu như các bạn để số 3 thì nó cứ đảo số 1 số 2 số 3 xong nó ngắt để nó tạo cho một cái luồng gió nhẹ nhàng. Đó, đấy người ta gọi là gió tự nhiên. Các bạn chờ một lúc đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chờ một lúc này, nó nó ngắt này, ngắt xong nó lại quay đấy nó lại quay đấy. Thì đây người ta gọi là cái chế độ gió tự nhiên. Thì ở đây là mình đang chuyển cái công tắc sang cái chế độ là điều khiển từ xa. Thì các bạn thấy là cái phím bấm này là chúng ta sẽ không sử dụng được nữa nhá. Các bạn có bấm thì nó cũng không có tác dụng. Còn nếu mà bây giờ các bạn muốn à, sử dụng phím bấm thì các bạn sẽ chuyển cái công tắc này sang vị trí O là lúc này là điều khiển chúng ta không sử dụng được đây, mình bật không bật được nữa này. Nhưng mà phím bấm thì lại điều khiển được. Số 1 này, số 2 này, số 3 này. Các bạn thấy không? Nó cực kỳ đơn giản thôi. Với một cái mạch chỉ có khoảng vài chục ngàn thôi và các bạn cứ xem thật kỹ video làm đúng theo video thì đảm bảo với các bạn được rằng là các bạn sẽ làm thành công 100% luôn. Kể cả các bạn mà không am hiểu nhiều về điện, các bạn cứ xem kỹ video các bạn sẽ làm được. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.